Bố cũng rất là thương con, bố mới đi từ quê vào đây. Thật sự là bố rất xúc động. Thương con mình, nhưng mà hai con bấm nút là bác rất mừng. Cũng chúc hai con được tiến xa hơn và được hạnh phúc với nhau. Em thì lùn cho nên em muốn kiếm bạn trai thì cao hơn xí. Tầm mấy? Trên 1m65. Chắc cũng khoảng gần đó. Đạt rồi, em được khoảng 85% rồi. Không có đen lắm. Bộ đội mà. Đúng da không đen không được đâu. Đen một chút thôi cũng không đen lắm đâu em. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, diễn viên Bình An. Bình An hả? À. Bên đây bình được không? Em thích người đàn ông thế nào? Dạ, chững chạc. Tại vì tính em hay giận, với lại 25 tuổi thôi. Nhưng mà tại suốt ngày tiếp xúc với con nít cho nên tính hơi con nít xí. Yên tâm đi, bộ đội chững chạc lắm. À, cho nên ảnh cố gắng chịu đựng. Chịu nổi ông Tám, hay giận lắm. À, chắc chịu được. Chịu được đúng không? Vâng. Chú bộ đội này rất là dễ thương. Với lại anh đừng có gia trưởng, em sợ. Bộ đội không có gia trưởng đâu. Em không thích đàn ông gia trưởng, em không thích gì nữa. Dạ, không thích để râu nhiều, râu nào cũng phải cạo đi. Bộ đội thấy có ai để râu không? Không, thì tiện đang hỏi gu của em mà. Gu của em hả? Ừ. Rủ người ta có râu về nhà ta. Thì em cạo giùm cho. Tao khoái râu thì sao? Không, tại vì nhiều người để râu mấy nón, nhìn nó xồ xề quá. Xồ xề sao? Coi chỉ với râu là hay lắm á em. Có thích tóc tai? Dạ, không hói. Thôi đừng có nhắc cái chữ hói đi, tôi thích chữ hói rồi. Rồi gì nữa bé? Hơi cao tí thôi anh. Hơi cao chút xíu. Em có ghen không? Dạ, ngày trước thì có, còn bây giờ thì chắc ảnh mà làm bên này chắc bộ đội ghen cũng có được đâu em ơi. Suốt ngày ở trong quân đội không à, đâu đi làm gì đâu mà ghen. Thì đó, đàn gái qua coi mắt chàng trung quý của tôi đi. Chào anh Tám. Rạm nắng chắc chắn lắm mà. Ờ, cái mẫu người lý tưởng mà anh Tám mong muốn là gì? Về ngoại hình thì Tám thì muốn cô gái đó thì dễ nhìn một chút. Còn về tính cách thì đặt nặng về hiếu nghĩa với bố mẹ. Biết nấu nướng một chút thì tốt. Ừ. Không biết nấu nướng thì mình về mình cũng có thể nấu được. Ngoại hình thì anh muốn sao? Về ngoại hình thì ba vòng chuẩn à. không cần lắm. Mình về mình khéo léo chăm sóc vợ mình thì vợ mình sẽ đẹp. Mình thì mình quan trọng hơn là tấm lòng, tốt lòng hơn đẹp mã. Mình nên nã hơn kiêu kỳ. Hay quá. Cái điều gì mà Tám không thích ở con gái? Cục cằn quá hoặc là hay bực tức quá thì mình hơi không thích lắm. Những cái lúc giận mà dễ thương thì lại càng quý hơn không sao cả. Giận mà cái kiểu giống như cô ấy nói, giận mà cái của con nít thì lại có khi lại còn yêu nhau hơn. Ngày xưa bố mẹ mình rất là hay giận nhau, hay cãi nhau cho nên mới đẻ nhiều như thế. Xong mới rồi giận lại sinh em bé. Giận nhau nhiều tối xin lỗi. Thái hợp lý. Bây giờ mình sẽ gặp người thân đi. Đúng rồi. Thi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bố của em. À, bố. Dạ, con xin chào bố của Thi ạ. Chào chú. Tôi xin chào em chị Quyền Linh, em chị Nam Thư. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào cháu trai. Tôi là bố của Thi. Bé Thi tại vì nó cũng hơi bé người, nhưng mà nó cũng rất là hiền. Học hành, làm việc thì rất là chăm chỉ. Có cái hay giận. Về cháu trai bên đây thì bộ đội thì đương nhiên là có nhiều cái phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ thì nó đã tốt rồi. Nhìn qua thì tôi thấy cũng có vui vẻ. Bố thấy được có đến được với nhau hay không là do hai cháu tìm hiểu thêm. Cảm ơn chú ạ. Rồi giờ nói gì với chú đi. Dạ thưa chú, thì con cũng được ở cái môi trường quân đội rèn rũa, năm nay thì cũng 12-13 năm rồi. Cho nên về tính cách thì cũng đã đủ chín chắn để bước đến hôn nhân rồi. Con đến đây thì cũng muốn có cơ hội tìm được cái người bạn đời ấy. Thì mong chú thì nếu có cô ở nhà nữa thì hỗ trợ giúp cho con về cái công tác động viên tư tưởng, để tạo điều kiện thời gian để chúng con có điều kiện qua lại. Xin cảm ơn chú. Thấy chưa? Nói chung là chú cũng đến đây tham gia chương trình cũng mong cho con mình nó tìm được một nửa còn lại. Dạ. Bộ đội là chú cũng rất là thích từ lâu rồi. Rồi, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, nhìn ảnh hiền. Nhìn ảnh nó đừng nhìn anh. Quánh giá coi sao. Dạ nhìn hiền. Em thấy hiền thôi à. Nó cái mắt của cô ấy ướt ướt đấy, thể hiện là con người rất giàu tình cảm. Anh thích cái người mà có con mắt như thế. Dạ. Thời gian của bọn em có làm việc có rầy lắm không? Dạ sáng thì em đi làm từ 6:30, chiều thì 5:30 là em về. Ờ, thì đặc thù của bọn anh ấy là thời gian trực là tương đối nhiều. Lễ Tết thứ bảy chủ nhật là cơ bản cũng không có nhiều thời gian mấy. Em có chia sẻ không? Ừ. Nếu như mà quen thì phải chịu thôi chứ sao. Ừ, hơi vất vả một thiếu đấy. Nhiều khi bọn anh đi công tác vắng nhà thì có lẽ là bọn em ở nhà hơi nặng việc. Đi như vậy nhiều không anh? Ví dụ một tháng là tầm
bao nhiêu lần? Đi công tác xa thì anh ít, nhưng mà làm tại đơn vị thì nhiều việc. Một tuần thì có thể hai buổi không em nhỉ? Dạ được. Em thì chỉ sợ anh bận thôi. Cái vấn đề tiền bạc cần những người phụ nữ để tay hòm chìa khóa. Vậy thì em làm giỏi lắm. Con cái thì chơi cho của nào được của nấy, cái đó mình không quyết được. Con trai anh cũng thích mà con gái thì anh thích hơn. Em thì trai gái thì cũng thích hết. Rồi những lúc mà mình rảnh rỗi thì mình có hay đi xem phim hay đi ăn uống với bạn bè không? Em đi hoài à. À thì là anh thích, cũng thích đi nhưng mà cơ hội không có. Nhưng mà nếu có thời gian kết nối với em thì thời gian có lẽ dành cho nhau thêm một tí. Cảm thấy thế nào? À, mình gặp nhau là đến đây là đã là cái duyên rồi. Hãy cho nhau một chút nợ. Mình cảm giác cái con tim của mình có một chút rung động gì chưa? Tim của em thì cũng có cái khả năng đập nhịp nó tăng lên nhiều rồi so với mức độ bình thường rồi. Rồi. Nãy giờ anh Tám nói rất là nhiều về cảm xúc của bản thân mình rồi. Chị muốn lắng nghe cảm xúc của Thi như thế nào trước khi chúng ta tiến hành bấm nút. Mình cảm thấy rung động. Mình em hãy nói ngại. Ngại. Tim em cũng có đập nhanh hơn chút xíu. Đập nhanh hơn nhưng cảm giác ngại đúng không? Nhìn hẳn vào mắt của anh thì em thấy sự chân thành. Sự chân thành. Rồi, như vậy được rồi. Cảm ơn bạn. Chúng ta nhắm mắt lại đi các bạn. Kiểm tra lại con tim của mình. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Trăm năm trước ta không hề gặp, trăm năm sau có biết gặp không? Cuộc đời sắc sắc không không thì thôi ta hãy hết lòng với nhau. Nào, bây giờ để tay vào nút bấm đi các bạn. Chuẩn bị đếm 3, 2, 1. Hết thời gian. Wow! Chúc mừng! Xin chúc mừng Tám, xin chúc mừng Minh Thi mà em. Hãy nắm tay nhau nào. Nắm bây tay giờ nhau. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau đó. Nắm tay, nắm chặt đó. Để cái ngại ngùng của cái sự trong trẻo trong tình yêu trong những ngày đầu nó quan trọng như vậy đó. Xin phép đi, xin phép bác là cho tụi con bắt đầu từ ngày hôm nay. Dạ thưa bác, con đến đây thì trước mắt con nhìn thấy bác là một người rất là thương con gái. Con xin phép bác tạo điều kiện cho con cái mối quan hệ qua lại với con gái bác. Bác một cái nhịp cầu trái tim với nhau ấy. Sau này mà cái tình cảm của bọn con có nở hoa hơn nữa thì con hứa với bác là sẽ chăm sóc tốt cho bạn ấy, đối xử với bố mẹ, gọi là bố mẹ chính là bác và bác gái nữa thì cũng giống như bố mẹ con. Xin hết. Cảm ơn con. Nói chung thì bố cũng rất là thương con. Bố mới đi từ quê vào đây. Dạ. Thật sự là bố rất xúc động. Thương con mình. Nhưng mà hai con bấm nút là bác rất mừng. Cũng chúc hai con được tiến xa hơn và được hạnh phúc với nhau. Dạ, cảm ơn bác. Tại sao? Tao khóc. Hết sức là xúc động. Sao sao? Thôi, trời ơi, tao khóc kìa. Trời ơi, tao khóc kìa. Ngày hôm nay là ngày quan trọng với cuộc đời của tụi em lắm đó. Khi có ba từ ngoài xa vào đây, ba cũng xúc động như thế. Khi có thủ trưởng của Tám, có gia đình của Tám và những cái lời chân thành của Tám, anh nghĩ rằng á, đây là một cơ hội thuận lợi để các bạn tìm hiểu với nhau đó.